Trước đây, đội ngũ Coi 98 Insight cũng đã làm một video và cũng đã có một buổi livestream về chủ đề Liquid Staking, Restaking và chúng mình có nhận được một số câu hỏi liên quan tới chủ đề này. Vì vậy, trong video này, mình và đội ngũ Coi 98 Insight sẽ cùng trả lời cho các bạn 5 câu hỏi phổ biến nhất về mảng Liquid Staking nhé. Vì sao Liquid Staking vẫn có cửa phát triển mạnh ở trong thời gian tới? Ở trong video đầu tiên quay về Liquid Staking mà chúng mình cũng có đăng cách đây không lâu thì cũng đã có giải thích một số cái vấn đề. Thứ nhất đó chính là đối với hoạt động Liquid Staking thì nó sẽ giúp cho người dùng có thể tối ưu hóa sử dụng vốn thông qua phần thưởng Block Reward và cũng như là DeFi Incentive. Thứ hai, đó chính là nó sẽ giúp blockchain trở nên phi tập trung và bảo mật hơn, giảm áp lực bán của đồng coin. Bởi vì giờ đây người ta phải mua đồng coin đó để đem đi stake để trở thành validator thay vì bán cái đồng coin đó để duy trì chi phí vận hành máy đào. Thứ ba, đó chính là nó sẽ giúp cho những cái node operator có thể nhận được một cái phần phí khi mà hỗ trợ những cái staker. Thứ tư là giúp cho những cái dự án trên hệ sinh thái có thêm thanh khoản. Và cuối cùng đó chính là giúp cho token holder của những cái dự án Liquid Staking Token được quản trị và cũng như là chia sẻ doanh thu trên cái nền tảng đó. Tuy nhiên còn có hai yếu tố quan trọng nữa giúp cho Liquid Staking có thể tiếp tục phát triển. Đó chính là nhờ vào cơ chế đồng thuận Proof of Stake của các blockchain. Và thứ hai đó chính là xu hướng Restaking. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cơ chế đồng thuận Proof of Work và Proof of Stake. Proof of Work là cơ chế đồng thuận yêu cầu những cái nhà xác thực giao dịch phải có những cái máy đào mạnh để cạnh tranh với lại những cái thợ đào khác ở trong mạng lưới. Tuy nhiên họ không cần phải nắm giữ cái đồng coin của mạng lưới đó để có thể tham gia vào hoạt động xác thực giao dịch. Thì việc vận hành những cái máy đào này tốn kém về mặt chi phí và tiêu hao rất là nhiều tài nguyên khác như là điện năng. Số lượng những cái đồng coin được đào ra thì bị bán đi để duy trì chi phí vận hành xưởng đào. Trong khi đó, các cái mạng lưới Proof of Stake thì không yêu cầu những cái nhà xác thực giao dịch phải có những cái máy đào mạnh. Thay vào đó, họ chỉ cần sở hữu một cái lượng coin stake vào trong đó. Nếu như họ gian lận, họ sẽ bị phạt và trừ thẳng vào số lượng đồng coin đã stake. Thì điều này khuyến khích những cái validator luôn giữ tính trung thực với mạng lưới và giúp giảm số lượng đồng coin lưu thông ở trên thị trường. Vì vậy, kể từ năm 2020 trở đi mà thị trường ngày càng có nhiều Proof of Stake blockchain ra đời. Và đây cũng là yếu tố then chốt giúp cho Liquid Staking Derivative phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai tới. Bởi vì chúng chỉ hoạt động trên các Proof of Stake blockchain mà nó không hoạt động ở trên Proof of Work blockchain. Ethereum là một trong những cái ví dụ tiêu biểu nhất của một cái blockchain chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake sau sự kiện The Merge. Tính đến nay, Ether cũng là tài sản có vốn hóa cao nhất được stake ở các cái dự án Liquid Staking. Ngoài ra, những cái blockchain khác như là Solana, BNB Chain, Aptos, Near mà hoạt động theo cơ chế Proof of Stake cũng đã bắt đầu triển khai những cái dự án Liquid Staking ở trên mạng lưới của họ. Trong thời gian gần đây, thị trường còn có sự ra đời của một số dự án Restaking. Thì liệu dòng tiền có chuyển từ Liquid Staking sang Restaking hay không? Thì đây là một trong những cái hiểu lầm rất là phổ biến. Bởi vì bản chất của Restaking là staking lại lần thứ hai. Vì vậy, staking lần thứ nhất của những cái dự án Restaking vẫn phải phụ thuộc vào mảng Liquid Staking làm nền tảng. Thì từ hai yếu tố này chúng ta có thể thấy, mảng Liquid Staking vẫn là mảng có thể phát triển mạnh ở trong thời gian tới. Liquid Staking Token có rủi ro bị depeg và sụp đổ như UST hay không? Trên thực tế, các Liquid Staking Token đã từng bị depeg trong sự kiện Alameda bán tháo STETH trong cái mùa downtrend trước đây. Nhưng mà vì sao STETH lại không bị sụp đổ như là Luna và UST? Để biết được chúng có bị sụp đổ hay không thì chúng ta cần tìm hiểu về cơ chế và nguyên nhân khiến cho UST và Luna sụp đổ. UST là một algorithmic stablecoin được bảo trợ bởi giá trị của Luna với tỷ lệ 1:1. Điều này đồng nghĩa với việc UST sẽ là một fullback stablecoin, nghĩa là một stablecoin được bảo trợ toàn phần nếu như vốn hóa của Luna cao hơn vốn hóa của UST. Tuy nhiên, khi mà thị trường downtrend khiến cho giá của Luna giảm mạnh, vốn hóa của Luna cũng giảm theo, thì UST bị lâm vào trạng thái không đủ tài sản bảo trợ. Thì khi đó, holder bị mất niềm tin cộng với lực bán tháo lớn khiến cho cả UST và Luna sụp đổ. Như vậy, các bạn có thể thấy, stablecoin UST bị depeg và sụp đổ đến từ rủi ro không đủ tài sản đảm bảo. Còn đối với Liquid Staking Token thì depeg là vấn đề có thể xảy ra nếu như thanh khoản thị trường thấp. Tuy nhiên, chúng sẽ không bị sụp đổ như là UST hoặc là Luna bởi vì chúng có tài sản đảm bảo rõ ràng được khóa ở smart contract. Còn đối với các bạn đã stake và đang nắm giữ Liquid Staking Token thì các bạn không nên bán tháo nếu như chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu như các bạn bán đi Liquid Staking Token thì điều này đồng nghĩa là bạn đã bán đi cái khoản token mà các bạn đang stake cộng với phần lãi được cộng dồn theo thời gian. Trên thực tế, mảng Liquid Staking đã phát triển ở hầu hết các Proof of Stake blockchain. Tuy nhiên, xét về giá trị kinh tế thì Ethereum là blockchain đang dẫn đầu bởi vì đây là blockchain Proof of Stake có vốn hóa cao nhất, mức độ phi tập trung và bảo mật cao. Nguồn lợi nhuận đến từ hoạt động stake tương đối tốt,
có nhiều người dùng và developer. Và cuối cùng đó chính là sau khi mà các bạn đã stack ETH để nhận những cái liquid staking token như là STETH hoặc là RETH thì người dùng có thể tiếp tục sử dụng nó cho nhiều hoạt động khác, ví dụ như là thế chấp trên AV để vay stablecoin, hoặc là tham gia restaking hoặc là liquid restaking để tiếp tục nhận lãi suất. Hiện tại, mảng Liquid Staking đang có total value lock khoảng 50 tỷ đô, trong đó bao gồm nhiều blockchain như là Ethereum, Solana, Aptos, Sui, BNB, v.v. Tuy nhiên, total value lock của Ethereum đã chiếm lên đến con số 43 tỷ đô, tức là khoảng 86%. Còn blockchain Coin chiếm thị phần lớn thứ hai là Solana với khoảng 3 tỷ đô. Và điều này cho thấy quy mô của Ethereum Liquid Staking so với những cái mảng khác nó đang to đến mức nào. Trong 43 tỷ đô đó thì Lido Finance đang chiếm 31 tỷ đô, tức là 72% thị phần Liquid Staking của Ethereum. Thì có một điều thú vị đó chính là trước đây Lido Finance đã từng hỗ trợ Liquid Staking của 5 chain khác nhau là Ethereum, Polkadot, Solana, Pusama và Polygon. Tuy nhiên, phần lớn các chain đều không có lãi. Trước đây, Lido Finance đã từng đưa ra lời đề nghị tài trợ 1,5 triệu đô từ Lido DAO để có thể duy trì kinh phí hoạt động trên Solana trong 12 tháng tới, nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, Lido đã phải dừng hỗ trợ trên Solana, và điều này cũng tương tự với những cái chain khác như là Polkadot, Pusama. Và cuối cùng thì Lido Finance ở thời điểm hiện tại chỉ hỗ trợ hai cái blockchain, đó chính là Ethereum và Polygon. SSV Network có phải là dự án Liquid Staking hay không? SSV Network đúng là một dự án nằm trong mảng Liquid Staking, nhưng mà vì sao người dùng lại không tìm thấy nơi để stake Ethereum trên website của SSV Network, và cũng như không tìm thấy DeFi Total Value Lock được ghi nhận ở trên DeFi Llama? Trên thực tế, SSV Network không phải là một cái dự án ứng dụng dành cho những cái Ethereum holder để stake Ethereum, mà thay vào đó nó là một cái dự án cơ sở hạ tầng dành cho mảng Liquid Staking. Cụ thể hơn thì SSV Network sẽ phục vụ các cái node operator và các distribute validator bằng công nghệ distribute validator technology của dự án. Distribute validator technology là công nghệ trình xác thực phân tán. Nó có nhiệm vụ chính là cung cấp cơ sở hạ tầng để phân chia và điều phối quá trình làm việc của các validator trong blockchain của Ethereum. Lý do công nghệ này được chú ý trong thời gian gần đây là bởi vì các cái dự án liquid staking lớn như là Lido Finance nó đang chiếm lên đến 30% tổng số ETH được staking vào mạng lưới. Điều này khiến cho Lido có một cái mức độ tập trung rất là cao khi mà nó chủ yếu sử dụng một số ít các cái node operator chuyên cung cấp dịch vụ chạy node ở trên thị trường. Trong trường hợp tiêu cực, nếu như các validator do những cái giao thức này vận hành bị phạt, lỗi hoặc là bị hack thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới của Ethereum. Vì vậy mà nhu cầu phát triển Distribute Validator Technology đã dần hình thành để giải quyết cái vấn đề này, đồng thời đảm bảo cái sự phân cấp của Ethereum khi mạng lưới này tiếp tục phát triển mạnh hơn ở trong tương lai tới. Có một số bạn sẽ thắc mắc, vì sao một số dự án blockchain như là Ethereum, Solana, Aptos, Sui thì có cái mảng Liquid Staking, nhưng mà Arbitrum, Optimism, những cái dự án Layer 2 khác thì lại không có cái mảng Liquid Staking? Thì nếu như chúng ta hiểu sâu về góc độ kỹ thuật một xíu thì chúng ta sẽ thấy bản chất của cái hoạt động Liquid Staking này là sử dụng một cái đồng coin của Proof of Stake blockchain để stake vào mạng lưới để trở thành validator và nhận được phần thưởng từ cái hoạt động đó. Tuy nhiên, đối với những cái giải pháp mở rộng như là Arbitrum và Optimism thì nó không có cơ chế đồng thuận riêng như là blockchain của Ethereum, mà thay vào đó nó chỉ là một cái giải pháp bổ trợ giúp cho Ethereum có thể thực thi cái giao dịch đó nhanh hơn trước khi gửi cái thông tin đó về cho mạng lưới Layer 1 Ethereum để xác thực. Vì vậy, sẽ không có những cái dự án Liquid Staking hỗ trợ những cái mạng lưới Layer 2 như là Arbitrum, Optimism. Tuy nhiên, trong tương lai tới, OP và ARB vẫn có thể có tính năng stake. Tuy nhiên, cái hoạt động stake đó nó có thể là stake để quản trị cái hệ sinh thái. Và nếu như staking này có nhận phần thưởng thì cái phần thưởng đó nó cũng sẽ không đến từ cái hoạt động xác thực giao dịch của mạng lưới, mà thay vào đó nó có thể đến từ những cái chương trình khác của hệ sinh thái giúp cho các bạn có động lực nắm giữ cái đồng coin đó nhiều hơn. Và đó là lý do những cái dự án Layer 2 như là Arbitrum và Optimism đã phát triển cả năm nay rồi, nhưng mà nó sẽ không có những cái dự án Liquid Staking hỗ trợ các bạn stake đồng ARB và OP. Qua video này thì đội ngũ Coin 98 Insight cũng đã giải đáp cho các bạn 5 câu hỏi phổ biến nhất về cái mảng Liquid Staking mà chúng mình nhận được ở trong cái form câu hỏi. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào khác thì đừng quên để lại ở dưới form. Mình và đội ngũ Coin 98 Insight sẽ cố gắng làm ra những cái video để trả lời một cách chi tiết nhất cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng tiếc một nút like và subscribe cho đội ngũ Coin 98 Insight nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.